con xin chào mẹ. Vâng, mẹ đã dùng nhân sâm chưa ạ? Vâng, thì là mẹ cho con hỏi thì mẹ đã dùng nhân sâm bao lâu rồi? Con cháu mua hay là bố mẹ tự mua? Hay là mẹ dùng nhân sâm xong thì mẹ thấy cơ thể của mình như thế nào? Thì mẹ có thể chia sẻ cho bà bố mẹ ở đây được biết được không ạ? Vâng ạ, con xin mời mẹ. Các ông bà bố mẹ, các con, ý là năm ngoái thì các con ở đây cũng có bán củ nhân sâm tươi, thì tôi cũng có mua thì về thì con Cường hướng dẫn là ngâm, là tôi bảo là rượu thế không uống được, tôi không cho ngâm rượu, thế nhưng mà tôi ngâm mật ong thì là lúc mới mà được có mấy tháng thì tôi ăn cảm thấy nó có hơi như kiểu có vị đắng, nhưng mà giờ ngâm lâu bây giờ thì nó không đắng mà ăn cái miếng nó rất là giòn giòn, như kiểu nhai nó giòn giòn. Thế là cứ ăn xong cái này là ăn chân cơm là cũng không quên đấy, mà hôm nào tôi nhớ là này cái gì vừa xúc nước hay vừa xúc mấy miếng xong ăn thì cảm thấy nó giòn và dễ ăn. Mà nói chung là ăn cái này là khỏe, em từ năm ngoái năm nay cảm thấy mình là cái thứ nó không bị mệt, nó không bị gì thì là khỏe. Thế thì em thực tế em coi như thế thì đấy, em thưa mấy các ông bà bố mẹ với các con vậy. Vâng, mẹ cho con hỏi thêm một câu là mẹ dùng xong nhân sâm đấy ạ, mẹ cảm thấy cơ thể mình như thế nào ạ? Có nghĩa là mình bình thường mình làm các thứ nó không thấy mệt mỏi, nó không thấy bảo là có nghĩa là chẳng qua không có thời gian thì con mình không chân làm, mình đồng đi suốt ngày nhưng vẫn cả cả đến trưa. Ví dụ nắng thì bà nói sáng hành trình với em dạy tập thể dục một tiếng, em lượn đi một vòng khoảng một tiếng, lượn đi một vòng một tiếng là về em mới ăn cơm xong em đi ra đây để tiếp tục. Nếu cháu không qua nhà nữa tiếp đến trưa, chưa ăn xong nghỉ hết rồi 2 giờ lại bắt đầu hành trình đến tối. Cảm thấy là nó không bị mệt mỏi, nó không bị làm mình làm cái gì, có nghĩa là không có thời gian cho mình làm, không thấy mệt, không thấy bả lạ gì cả. Về chỗ chín phải lắm. Bà Loan. À, bà Loan gọi. Bà Loan sử dụng rồi. Bà Loan sử dụng rất là nhiều sâm đúng không ạ? Nhưng mà một con nữa thì sử dụng được, nhưng mà tôi lại trả, tôi lại cống không đứng được. Bà ngồi đây cũng được ạ. Ngồi nói được. Vâng. Con cho mình nhau một tí là một con sâm. Vâng, con xin chào bà. Thì bà được sử dụng rất là nhiều sâm rồi đúng không ạ? Thì bà cho con hỏi thì bà có nhớ cái tác dụng của sâm như thế nào không ạ? Hay là bà đã sử dụng sâm theo cách nào ạ? Vâng ạ, vâng, con xin mời bà. Kính thưa tất cả các ông, các bà, các anh, các chị trong phòng máy, tôi là gọi là bà Loan Cổng. Nhưng mà mỗi tội là nó còng lưng thôi. Thế nhưng mà tôi dùng sâm thì tôi nói thật với các vị là tôi cũng dùng nhiều lâu rồi. Các con tôi nó mua cho tôi uống từ cách đây khoảng 5-7 năm nay. Thế nhưng mà cái sâm tươi là tôi chưa được dùng. Vừa rồi thì ở đây có bán cái sâm tươi, tôi bảo tôi chưa được dùng sâm tươi thì tôi mua 1 cân. Thế nên về tôi ngâm rượu một nửa, còn nửa tôi ngâm mật ong. Còn đâu những cái dễ nhất là tôi nấu cháo tôi ăn hàng ngày. Mà tôi thấy tôi ăn là 2 năm nay là tôi ít ốm vặt. Thì chẳng biết là nó tốt tại cái gì không biết. Thế nhưng mà nó cũng đỡ đi. Thế còn hàng ngày bây giờ là cứ buổi sáng là tôi hòa nước là tôi uống 1 cốc. Và cứ tuy là lưng thì còng cái này thôi, nhưng mà năm nay đã là 84 tuổi rồi nhưng vẫn cứ lòng thòng dắt cái xe đạp quay lên đây để đi sang làm việc lại về. Thế nhưng mà uống là tôi uống thường xuyên. Và tôi thấy là đại khái là nói chung là không biết là mình thì không phải là nhà y học, nhưng mà thấy nó sức khỏe nó cũng tốt, mong nó có tốt. Và hồi xưa là tôi mất ngủ nhiều lắm, nhưng bây giờ tôi vẫn cứ ngủ được. Là tôi thấy nó cũng có tiền là uống là nó cũng thấy tốt. Tốt đúng không? Có tiền là bà đã dùng cách nào để sử dụng sâm bà? Thì cứ ngâm mật ong hoặc là rượu thì uống thì được một ít, nhưng mà ngâm mật ong là ăn là nhiều nhất. Và nấu cháo à? Nấu cháo sâm ạ? Vâng. Vâng ạ. Em cứ biết thế nào thì em nói thế, có nghĩa là chả biết là mẹ thì
kiểm nghiệm trả lại. Vâng, không được kiểm nghiệm trả lại, nhưng mà như là mẹ nghĩ là thứ nhất là ví dụ như là tỉnh táo này, khỏe mạnh này, lưu thông máu này, ngủ được này, làm không biết mệt. Tốt, thế được rồi. Đấy, như là mẹ đã cảm giác như thế. Lắm rồi ạ. Bớt thức đầu rồi. Rồi, con cảm ơn mẹ, con mẹ cho mẹ 60 tràng lên mới ạ. Tiếp theo ạ, con xin mời mẹ. Vâng, mẹ Lý, đấy, mạnh dạn đấy. Con mẹ, con cứ ghi nhận ở trong đầu ạ. Con xin tiếp thu ở trong đầu ạ. Đi xem là mẹ được quà không nhá. Con đang chờ những từ khóa đặc biệt của nhân sâm Hàn Quốc. Kính thưa ông bà bố mẹ, kính thưa dạ. Con, tôi đến muộn rồi. Trần Thị Lý, ở đầu mồ công án, tôi có một số tôi đã sử dụng một sâm Hàn Quốc, ví dụ như là cao bắc sâm này, sâm tươi này, rồi là tinh chất sâm đông trùng này, thì tôi thấy là sâm Hàn Quốc ấy thì vô cùng là tốt. Thứ nhất là bồi bổ sức khỏe này, rồi nó tăng cường trí não này, phòng chống ung thư này, mà rất là tốt cho phổi, cho gan, cho thận, nói chung là rồi là tặng nó tốt, rất là tốt cho người tiểu đường này. Bình ổn này, đấy, làm cho mà phổi, thế là phổi thì ngày xưa tôi rất là khó thở, nhưng sau khi tôi điều trị thì tôi thấy bây giờ nó dễ thở hơn và nó thấy người mình nó thoải mái hơn. Rồi bản thân tôi thì còn thấy là nó qua tìm hiểu là tôi thấy nó là có cái tác dụng là phòng chống ung thư ấy, đấy, rất là tốt. Đấy, nên là tôi thì có nhiều u nên tôi dùng rất là nhiều cái sản phẩm về sâm rồi. Thì tôi thấy là sức khỏe bây giờ là rất là cải thiện. Cảm ơn các ông bà bố mẹ đã lắng tâm nghe. Thêm cái chỗ này nè, có nghĩa là nó tốt mà nó có thể là ức chế cái tế bào ung thư. Đấy, ví dụ đấy là mẹ thêm có lấy đây là có nghĩa là ức chế cái đấy, ức chế những cái tế bào kiểu mới bắt đầu có thể gây ung thư đấy, thì là nó ức chế thì được. Con xin hỏi mẹ luôn là cách dùng nhân sâm của Hàn Quốc mẹ. Vì năm trước mẹ đã được dùng nhân sâm của Hàn Quốc. Vâng. Mẹ có thể nêu cách dùng của mẹ và phương pháp dùng của mẹ như nào thưa mẹ? Mẹ thì mẹ cứ ăn cơm xong cũng có không quên nhá, chứ mẹ là mẹ không nhớ suốt, không ngày nào uống đều. Thế nên mẹ cứ ăn cơm xong một lúc là ví dụ bây giờ là mẹ cứ lấy cái gì à, mẹ xúc vừa cái đấy, cái miếng đấy, thêm một tí mà đạm cho mẹ uống. Thì bây giờ trước mới ngâm nhá, mới ngâm được mấy tháng thì đấy mẹ lấy mẹ nói là nó có hơi có vị đắng, nhưng mà giờ nó hết hẳn cái vị đắng luôn, rất là dễ ăn mà cảm thấy nhai nó rất giòn giòn, thật là như thế, dễ giờ dễ ăn, giờ mẹ ngâm mà đạm đấy giờ rất dễ ăn. Còn mẹ không uống được rượu, mẹ không dám ngâm rượu. À, không dám ngâm rượu. Vâng. Mình không muốn được rượu. Vâng. Không muốn được rượu. Vâng. Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ. Xin hỏi ông ạ, con mời ông ơi. Bên trên này vì là người chăm sóc rất là rõ về sức khỏe, thì ông có thể cho chúng con, các con cháu biết và bố mẹ biết thêm về những cái hiểu biết, những kiến thức của ông về nhân sâm của Hàn Quốc và những cái cách thức mà ông đã dùng ạ. Xin mời ông ạ. Xin chào tất cả bà con cô bác và các anh chị. Chào con Miguel và các bộ nhân viên của phòng máy. Qua ý kiến của các tường thì tôi chỉ có cái hiểu biết của tôi rất là hạn hẹp, cho nên tôi biết đâu thì tôi kể đến đấy. Sâm của Hàn Quốc ngày xưa các cụ gọi là sâm cao ly. Dạ. Nó đã có rất lâu đời rồi và nó đã được sử dụng rộng rãi của tất cả các nước trên thế giới, không riêng gì của Việt Nam. Và người ta đều đánh giá là sâm là tốt, bởi vì ngày xưa các cụ trên thời tuổi của bố mẹ chúng tôi đấy, khi sắp sửa qua đời rồi để chờ con cháu ở xa về được, thì người ta còn cho các ngậm sâm để kéo dài cái thời gian tồn tại, để còn
chúng ta thấy được là cái vị trí và cái tác dụng của cái sâm nó như thế nào rồi, thì nó mới có thể làm cho con người sắp chết mà chưa chết vội đấy, mà cho nó, những người yếu thì nó khỏe lên đấy. Và những người có các bệnh như là các bác vừa chia sẻ thì điều đó là nó đã khẳng định được cái sâm của Hàn Quốc nó như thế nào rồi. Nhưng đặc biệt sâm Hàn Quốc ngày nay ấy, qua cái thời kỳ văn minh ấy, thì người ta đã chế biến ra rất nhiều loại, như là hồng sâm, nào là hắc sâm, và bây giờ chúng ta đang được sử dụng một số các cái sản phẩm như là kem đánh răng, rồi tất cả mọi thứ đều mang cái hương vị của sâm Hàn Quốc. Điều đó nói lên là cái Hàn Quốc ấy, người ta đã phát triển và người ta phát huy cái sâm đó để chế biến ra rất nhiều sản phẩm khác để người ta bán, người ta tiêu thụ, để phục vụ cho con người về sức khỏe, và người ta cũng tổ chức cái kinh doanh của người ta phát triển. Thì tóm lại tôi nghĩ rằng này là chúng ta nếu mà được sử dụng sâm của Hàn Quốc, chắc chắn là chúng ta không khỏe ít thì cũng khỏe nhiều, phù hợp với cơ địa của chúng ta thì nó càng tốt tốt hơn, mà nếu chưa phù hợp thì nó cũng có sẽ tác dụng ít. Cho nên mỗi người cần cố gắng để chúng ta có điều kiện tiếp thu với cái sản phẩm này, trên cơ sở đó để chúng ta nâng cao sức khỏe, để chúng ta sống cùng với con, với cháu, với gia đình để tăng thêm tuổi thọ. Và cuối cùng thì tôi chúc rằng là sâm của Hàn Quốc thì với cái nền khoa học văn minh của cái nước Hàn ấy sẽ phát triển và làm sao đưa cái chất lượng của nó để phục vụ cho nhân dân càng ngày càng có tác dụng tốt hơn. Thì chúc con Cường, Cường của chúng ta mạnh khỏe, và tất cả bà con các bác có nhiều sức khỏe, chúng ta sử dụng sâm để phát huy cái tác dụng để phục vụ cho sức khỏe của mình. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Con xin hỏi thêm ông một câu nữa. Ông ơi, cái cách dùng sâm thì có cần phải lưu ý cái gì không? Hay là ông đã từng dùng sâm thì dùng như thế nào để đúng và có hiệu quả cao nhất? Theo trên quan điểm cá nhân của ông. Dạ, thưa ông ạ. Theo tôi thì như thế này. Cái gì nó cũng có một cái kiến thức của nó, và cái gì nó cũng có mức của nó. Tất cả chúng ta, ví dụ chúng ta như là một cái cốc, nếu như chúng ta đổ nước vào càng nhiều thì nó sẽ tràn ly, nhưng chúng ta đổ vừa phải để chúng ta không bị tràn ly, như thế là sử dụng đúng mức. Nhưng nếu chúng ta đổ ít quá thì lại chưa đủ để với cái năng lượng để phục vụ cho chúng ta. Cho nên tất cả một cái gì chúng ta phải thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất, đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là cũng tùy theo cái nhu cầu của từng gia của người mà mình có thể sử dụng đó, ngâm bằng rượu hoặc là ngâm bằng mật ong hoặc là chưng cất như thế nào đó để mình có thể ăn được. Thì theo tôi thì ngày xưa các con có mua cho tôi sâm thì là tôi thường để ngâm rượu. Một thứ nhất là để vào cái chai thủy tinh, như là ngày xưa nó hiếm, mà để khoe cho mọi người là nhà mình có cái củ sâm của Hàn Quốc. Nhưng thực ra thì cũng chỉ là một cái hình thức về sĩ diện thôi. Cái thứ hai nữa là cái nội dung ấy, là chúng ta ngâm rượu thì chúng ta uống vào lúc buổi sáng thì sâm nó tốt hơn. Còn nếu như uống vào buổi tối thì chúng ta có khả năng là do cái kích thích thần kinh của sâm đó sẽ dẫn đến cho chúng ta tỉnh táo mà sẽ kém ngủ. Và đấy là tôi thì tôi sử dụng vì là như thế. Con xin chào và cảm ơn ông. Bố mẹ dành tặng cho ông một chào đón thân ấy ạ.